Chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Dự báo thời tiết đêm 13 tháng 9, thời tiết toàn tỉnh Lai Châu mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh, nhiệt độ phổ biến là từ 19 đến 33 độ, vùng núi cao từ 17 đến 26 độ và độ ẩm là từ 50 đến 95%. Dự báo các nơi trong tỉnh, thành phố Lai Châu mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ phổ biến là từ 19 đến 29 độ và độ ẩm là từ 50 đến 95%. Khu vực Mường Tè, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ phổ biến từ 22 đến 33 độ, độ ẩm từ 55 đến 85%. Khu vực Sìn Hồ, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ phổ biến là từ 17 đến 26 độ và độ ẩm là từ 55 đến 85%. Khu vực Than Uyên, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ phổ biến là từ 20 đến 31 độ, độ ẩm từ 50 đến 95%. Khu vực Nậm Nhùn, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ phổ biến từ 22 đến 33 độ và độ ẩm phổ biến là từ 55 đến 85%. Khu vực Tam Đường, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ phổ biến là từ 20 đến 31 độ và độ ẩm là từ 50 đến 95%. Khu vực Tân Uyên, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ phổ biến là từ 20 đến 31 độ và độ ẩm là từ 50 đến 95%. Khu vực Phong Thổ, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ phổ biến từ 22 đến 33 độ và độ ẩm là từ 55 đến 85%. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin dự báo thời tiết lần sau.